Xin chào đại gia đình mình ạ. Đây là dòng phân bón silic mọi người nhé Thì trong video hôm nay em xin chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu rõ hơn là phân bón silic là gì, là vai trò tác dụng của nó cũng như là cái cách bón và giai đoạn bón như thế nào cho nó hợp lý. Tại vì sao em chia sẻ video này thì qua minh chứng thực tế nhà em đã thử nghiệm mọi người nhé em anh sơn đã thử nghiệm thì qua thực tế đây là dòng phân này và cây đây mọi người nhé cây cực phát triển cực là đẹp luôn thì hôm nay em mới dám làm video em chia sẻ với mọi người à, thực tế à, đây này mọi người nhìn này đây là phân bón silic anh đông sơn nhé đã thí nghiệm ở trên cây này thì à, mình thấy qua hai tháng phát triển nhưng cái bộ rễ của nó là thứ nhất như mọi người đang nhìn trên video lần trước kiểm tra rễ nó mói ra cực kỳ là nhiều luôn bác à, toàn là chủ kênh cao phong ở đây xin chào quý anh chị em nhé đây ba có bác sơn này, xong bác lại làm chủ sản xuất ra sản phẩm là đông sơn silic phân silic đông sơn, dạ, thì bác cũng đã thí điểm mà mình đã chia sẻ với mọi người video như như video ở trên màn hình mọi người đang nhìn ấy, dạ. là bác cũng đã đến trước đây tầm hơn một tháng, thì bác đã thử nghiệm cây này đấy giống như video hình ảnh mọi người đang nhìn là trước đây một tháng và sau 20 ngày thì làm theo quy trình của bác, hôm nay bác ấy đến bác ấy khảo sát lại bước đầu, thì mình cũng trong video thì mình cũng không dám nói là nó có tốt thật hay không thật tại vì là cây cam cây quýt thì bản thân mình cũng xuất phát từ người dân làm ra thì đầu đến tháng 8, tháng heo may là biết ngay là cây xấu nó có đẹp hay không nhưng cái bước đầu thì sử dụng thì mình thấy cái phân này nó kích dễ hoàn toàn tốt mọi người thật sự không đây là mình nói là bước đầu là thành công thôi chứ còn để về sau xem là nó thế nào nhưng đây mọi người này ngày xưa đây là chặt ra mọi người nhé cũng đã có video mà để đây, chia sẻ mọi người nó dễ nó mủn hết đúng đây, đúng nó không rồi, có tí nào dễ nhưng rồi. bây giờ đây mọi người nhìn này mình sẽ quay sát xuống cho mọi người nhìn này dễ nó đã mọc lên và dễ giật nghe tiếng bịch một cái luôn chứ mọi người giật nếu như mà dễ thối là mọi người biết đúng không ạ bà con chúng ta làm vườn đấy giật nghe tiếng bịch một cái là nó bị tụt cái vỏ ra nó còn cái lõi mọi người nhá nó là bị thối nhưng đây mọi người này mình sẽ không nói nữa để mọi người nghe tiếng bịch luôn đấy đúng không ạ đấy là tiếng này vỏ vẫn còn mọi người nhá đây không bị tụt vỏ không bị tụt vỏ đấy đây là bước đầu mình thấy thành công thực sự mấy bạn sơn là bước đầu mình thấy thành công Rồi, cảm ơn bạn là bước đầu là thấy phân nó tốt là đây đây mọi người nhìn này rực ra nó màu trắng cái này mọi người nhá đấy còn nếu như dễ mủn thối ấy, sơn ạ Rồi. là tuốt một cái nó tuột ra Rồi, cảm ơn nó bạn. tuột vỏ luôn bằng thật Rồi. đấy là chia sẻ với mọi người bằng thật đó là video mình minh chứng cho mọi người về cái bộ rễ ở video trước còn như hôm nay thì thực sự chia sẻ với mọi người thì ừ. mọi người xem quan sát cái bộ lá của nó lá nó xanh dày đấy thứ nhất là rễ phát triển cực là khỏe thứ hai là lá nó xanh dày luôn đây là minh chứng mọi người nhé mọi người nhìn hoàn toàn nó khác này mọi người thấy không ạ lá nó cực dày luôn đây là sau hai tháng và cây bên cạnh đây hai cây vàng giống nhau nhé thì mình cũng đã làm video rồi một cây vàng mình xử lý và bón phân silic và một cây không mọi người nhé thì cái cành mà cây đây đấy, thì lá mọi người nhìn này, nó xanh đen luôn và nó dày bịch luôn đây mọi người nhớ sờ biết ngay đấy nó dày cực và nó xanh nó đẹp nhưng mọi người sang bên cạnh nhìn nó khác hoàn toàn luôn đây mọi người thấy lá của nó cũng mỏng mà nó không được xanh đen như cây kia Đây mình như này thì mọi người đã nhìn thấy nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ Đấy mọi người nhìn thấy cây bên cạnh thì lá nó vàng hơn Cây bên kia là lá nó xanh đen như kia Đấy là do mình bón phân silic thì thực sự mình thấy phân nó hiệu quả thì à, mình mới làm video mình chia sẻ với mọi người à, Để mọi người biết đến những cái dòng phân Silic này Và đợt tới này mình đã mua Uh, 8 tạ nhà mình là uh, 800 cây thì mình mua 8 tạ để mình vãi đây mọi người nhá Thì mấy nữa phát cỏ xong là mình vãi thì mình trở phân lên thì mình sẽ làm trực tiếp cái video của mình mình vãi vườn nhà mình còn bây giờ thì mình làm video mình chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người biết đến được cái dòng phân Silic kỳ là tốt để nó hiệu quả và cái vai trò cũng như là cái giai đoạn của nó thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ở sau nếu như mọi người thực sự muốn tìm hiểu về sân Felix để muốn cứu vườn thì mọi người lên biết về cái dòng phân Silic này đấy này lá lộc lon ra to và xanh em mọi người nhé ở cây này là cây yếu đấy, thực tế nhà vườn mình mình đã làm video mình chia sẻ mọi người thì trong video hôm nay xin chia sẻ với mọi người ba nội dung chính thứ nhất là để mọi người lắm bắt và hiểu rõ hơn phân Silic đó là gì thứ hai là vai trò tác dụng của nó đối với cái trồng. Thứ ba là cách bón, giai đoạn bón nó như thế nào cho nó hợp lý. Thì uh, xin chia sẻ với mọi người ba nội dung chính đó. Thì mọi người hãy đi hết cùng video với em mọi người nhé. Đầu tiên em muốn chia sẻ với mọi người để mọi người nắm rõ và hiểu rõ hơn silic nó là gì, phân silic nó là gì. Thì qua thực tiễn em đã tìm hiểu, thì em mới dám chia sẻ với mọi người. Thì uh, silic là một cái dòng nguyên tố hóa học đứng xếp sau à, nguyên tố oxy nó có sẵn ở trong vỏ của trái đất chúng ta mọi người à, nó là một nguyên tố dinh dưỡng à, cực kỳ là quan trọng nó là xếp là trung lượng xếp sau cái nguyên tố đa lượng là lân đạm kali có nghĩa là nó đứng sau ba à, nguyên tố đạm lân kali mọi người nhé nó là một trung lượng và nó tồn tại ở, ở trong đất ở dạng là, là silic dioxit là công thức là co2 giống như trên màn hình mọi người đang nhìn à, nó cực kỳ là tốt đối với cây trồng khi cây nó có đủ silic thì thân rễ cành lá nó khỏe cứng cáp à, do silic nó tham gia hết vào những cái cấu thành nên những cái vách của tế bào à, của cây à, minh chứng cho cái việc là nó này thì như mọi người biết là à, như các nhà à, ươm cây giống người ta vẫn chiết hoặc là chiết cành ấy mọi người người ta sử dụng bằng cáp Đấy, à, để người ta trộn ví dụ như người ta trộn là một à, cát hai đất hoặc là hai cát một đất để người ta ươm cây giống người ta dâm cành tại sao nó lại nhanh ra dễ đến như vậy thì mọi người biết là cát như mình vừa nói cát nó chứa là công thức là co 2 mà nó là à, silic dioxide đấy thế nên là nó tồn tại như chắc chắn là mình dám khẳng định một điều là mọi người cầm hạt cát nên như bản thân mình nếu không tìm hiểu thì mình cũng không thể biết được là à, cát nó là cấu tạo lên là từ silic oxit mọi người nhé nên là khi mà dâm cành người ta sử dụng vào nó cực kỳ là kích dễ dễ nó rất là nhanh mọc đấy này là cái minh chứng đầu tiên thế nên là cực kỳ là tốt mọi người thì khi mọi người đã biết silic nó là gì thì mình xin chia sẻ với mọi người cái vai trò của silic và cũng như là cái cách bón và giai đoạn bón để cho nó hợp lý nó có 7 cái vai trò cực quan trọng phải kể đến đầu tiên là vai trò thứ nhất nó là có vai trò tổng hợp vách tế bào nó kết dính các tế bào sống lại với nhau nó làm cho vách tế bào được vững chắc cứng hơn giảm sự đổ ngã của cây đấy. À, nó cực kỳ là tốt mọi người đấy là cái mà ưu tiên đầu tiên của nó đấy là cái vai trò đầu tiên vai trò thứ hai là nó có cái vai trò là kích thích dễ đấy, nó nâng cao độ pH của đất nó xếp sau cái nguyên tố oxy tồn tại ở trong vỏ của trái đất mà nên là khi ở dưới đất nó tồn tại thì nó tạo cho một nỗi hồng của bộ rễ và nó làm cho bộ rễ phát triển khỏe mạnh ra nhiều cái rễ cám à, minh chứng là như à, mình vừa nói là mọi người thấy biết là khi cắt cành hoặc dâm cành người ta vẫn chiết cành người ta vẫn trộn tỷ lệ là à, một cát hai đất hoặc là hai cát một đất để người ta à, ép vào bầu nhanh cực kỳ nhanh ra dễ mọi người nhé đấy là cái minh chứng à, để cho mọi người biết về cái thực sự đấy và cái vai trò thứ ba nó là có vai trò à, tạo chất diệp lục rất là tốt thuận lợi cho việc nâng cao cái hiệu quả của uh, sự quang hợp của ánh sáng của bộ lá, Đấy, mọi người nhé. Uh, khi mà nó uh, sự tích lũy của silic nó tổng hợp ở trên lá thì nó giúp cho các tế bào của mặt lá tạo thành một cái rào cản vật lý Đấy, ngăn cản cái sự xâm nhập của các tác nhất tác nhân gây bệnh Đấy, sâu bệnh cực kỳ là tốt mọi người nhé. Đấy là cái vai trò thứ ba và vai trò thứ tư là À, nó có một cái vai trò cực quan trọng nữa là nó là chất xúc tác đấy, để giúp cho cây trồng tổng hợp à, đạm lân kali hoặc là các loại phân bón khác à, tốt hơn đảm bảo mọi người ví dụ như mọi người vãi lượng một tạ phân xuống dưới đất đấy, thì nó cây nó chỉ hấp thụ được 30% mươi 35 kg. Đấy nhưng mà khi mọi người vãi cái à, uh, silic này vào thì cây nó có thể hấp thụ đến 70 kg. Ý là như vậy, có nó hấp thụ đến 70% mọi người nhá. Thế là cực kỳ là tốt, nó là một chất xúc tác cực kỳ là có lợi cho cây, cho bộ rễ. Và vai trò thứ năm đó là giúp cây giải độc, giải phóng những tồn dư lượng phân dư thừa ở trong đất uh, trên bề mặt mọi người nhé nó giúp giải phóng cái nhất là nó giúp cái giải phóng cái lượng lân và lượng kali thường mọi người vãi phân nó tồn tại ở trên mặt đất là lân và kali Chứ đạm là nó bốc hơi và nó một là rửa trôi bón vào trời mưa thì nó rửa trôi mà bón vào lắng thì nó bốc hơi mọi người nhé nên dư tồn là chỉ có đạm à, chỉ có lân và kali thế nên là nó sẽ nó sẽ giúp cho cây giải phóng được cái lượng lân và kali tồn tại ở trong đất nên nó giải độc cực là tốt giúp cho cây tổng hợp được cái đạm nhiều hơn cực kỳ là tốt mọi người nhá thế là vai trò thứ năm và vai trò thứ sáu là nó có vai trò là cân bằng cái lượng nước ở trong cây trồng và chống lại sự bốc và thất thoát hơi nước qua cái lớp vỏ của bộ rễ, đấy có nghĩa là nó giữ được cái lượng nước ở trong thân cây, tự nó điều chỉnh nhờ cái dòng phân này khi nó đã cây nó hấp thụ đủ, đủ cái lượng silic thì nó sẽ giữ lượng nước lại ở trong cái lớp vỏ của cây, chống được ngập úng, chống được hạn hán đấy mọi người nhé. Sau ngập úng thì mình sẽ khắc phục, còn chống được hạn hán, đấy, mưa nhiều thì nó sẽ tự cân bằng mà hạn hán thì nó sẽ tự giữ nước cực kỳ là tốt luôn đấy mọi người nhé là vai trò thứ sáu và vai trò thứ bảy là nó có vai trò giúp cho cây À, phát triển khỏe mạnh, chống lại được những cái tác nhân gây hại, à, tăng cường sức đề kháng cho cây. Nói chung là vai trò thứ bảy này là nó tổng hợp, nó giúp cho cây trồng phát triển một cách toàn diện, khỏe mạnh hơn. đấy là bảy cái vai trò của nó cực kỳ là quan trọng mọi người nhé. Và à, nó có vai trò tác dụng quan trọng như vậy thì bón như thế nào và cái giai đoạn bón như thế nào cho nó hợp lý thì xin chia sẻ với mọi người là cái cách bón và cái giai đoạn bón. thì khi mà sử dụng cái phân silic này ấy, thì lưu ý với mọi người là mọi người giảm cái số lượng phân hóa học đi cho mình. Ví dụ như một năm mọi người bón à, 4 lần phân hóa học đúng không ạ? Thì mọi người khi đã bón cái phân silic này thì mọi người giảm đi chỉ cần hai lần. Còn hai lần mọi người sẽ bón phân silic cho mình để tăng cường cho cây nó hệ miễn dịch rồi là tất cả như bốn cái vai trò ở bên trên để giúp cho cây nó phát triển khỏe mạnh hơn. Đấy mọi người nhé. Có nghĩa là mọi người bón cái lượng phân silic này thì mọi người giảm cái lượng phân hóa học tối đa đi cho mình. Đấy và à, khi mọi người đã bón thì mọi người uh, bón phân silic nó thuộc vào cái dòng um, thuốc, dòng phân dạng trung tính nó mát nên là mọi người vãi từ gốc vãi ra vanh tán thoải mái mọi người nhé mọi người không phải uh, kiêng dè gì cả mọi người cứ vãi từ trong gốc ra đến tận vanh tán cho mình và mỗi cây nhiều lượng từ 1 kg đến 2 kg tùy theo sức đề kháng của cây cây càng yếu thì mọi người càng vãi nhiều lên còn cây khỏe thì mọi người cứ vãi từ một cân đấy và mọi người vãi thì mọi người phải nhớ phải giữ ẩm cho đất Đấy. đầu tiên là khi mọi người vãi thì mọi người phải giữ ẩm cho nó đã, sau đó mọi người vãi và mọi người lại tưới lại bằng nước để giữ ẩm thường xuyên thì cây khi độ ẩm cây thì nó mới hấp thụ được đó mọi người nhé à, và cái giai đoạn để mọi người bón thì à, mọi người bón vào ba giai đoạn cho mình một năm đó là giai đoạn à, à, đón nọc này, à, đón nọc xuân này, đón nọc hoa quả đấy và giai đoạn thúc quả và giai đoạn nuôi quả mọi người nhé thì giai đoạn đón lộc xuân là cái lộc thu quả thì nó rơi vào khi mọi người sau tất cả cái quá trình ủ mầm hoa thì khi mọi người tưới nước lại để kích ra lộc thì mọi người lên vãi cái phân silic để mọi người bón à, vào mọi người vãi và khi nó ra lộc thì mọi người mới khi mọi người tưới xong thì nó tầm 10 đến 15 ngày sau 20 ngày sau nó ra lộc thì mọi người sẽ tiến hành mọi người vãi phân bao là nó đẹp lý hợp lý nhất đấy mọi người nhé và cái giai đoạn tiếp tục để mọi người bón lần hai là à, giai đoạn thúc quả thì nó rơi vào à, tháng 5 tháng 6 dương như bây giờ mọi người nhá là mọi người vãi lần hai à, để thúc cho quả nó lớn nhanh giúp cho cây tổng hợp giống như vai trò mình vừa chia sẻ và vai và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn nuôi quả là giai đoạn vào tháng 8 tháng 9 đấy là trước thu hoạch tầm khoảng một tháng đến hai tháng là mọi người vãi lần ba thì mọi người vãi để giúp cho cây nó sẽ như vai trò trên mình vừa chia sẻ thì nó sẽ cây nó khỏe mạnh và bộ rễ nó khỏe nói chung bộ rễ nó mọi người dòng cam mọi người lưu ý là bộ rễ khỏe thì cây nó sẽ khỏe đúng không ạ giống như con người chúng ta đường ruột mà khỏe thì ăn bao nhiêu nó hấp thụ được bấy nhiêu nhưng cây đường ruột chúng ta yếu mà không ăn bao nhiêu cũng chẳng hấp thụ được thì cây nó cũng vậy, khơi không có bộ rễ thì nó cũng sẽ uh, không hấp thụ được. Nên là lá mới dễ là một thể thống nhất. Khi mọi người nhìn thấy bón phân vào mà thấy lá nó xanh um, tùm nó khỏe đẹp thì rễ nó cũng sẽ khỏe đẹp. Đấy là xin chia sẻ với mọi người tổng thể trong video ngày hôm nay về cái cách để uh, nhận biết phân silic là gì vai trò của nó và cũng như là cách bón và giai đoạn bón thì hy vọng rằng video chia sẻ có thể giúp ích được mọi người một phần nào rất là mong video chia sẻ được mọi người yêu thương và quan tâm mọi người xem mọi người nhớ đồng hành và ủng hộ cho em bằng cách là mọi người ấn đăng ký nút đỏ phía dưới cộng theo là mọi người chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cũng biết đến kênh của em mọi người nhé đến đây em xin tạm dừng video tại đây xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau thân ái chào mọi người ạ.